Mới đây, phụ huynh trường Trung học cơ sở Đồng Khởi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh phản ánh việc trường gửi thư ngỏ vận động học sinh xem phim Đất rừng phương Nam. Thư ngỏ có nội dung như sau: thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm với nhiều hình thức đa dạng nhằm giúp học sinh tiếp cận việc đọc sách với tác phẩm Đất rừng phương Nam, nhà văn Đoàn Giỏi thông qua điện ảnh để trải nghiệm. Giáo viên môn ngữ văn, lịch sử, địa lý, giáo dục địa phương, nghệ thuật tổ chức chi tiết trải nghiệm liên môn ngoài nhà trường với chủ đề vẻ đẹp quê hương, cuộc sống muôn màu nhằm khơi gợi những tình cảm tốt đẹp trong học sinh. Tiết học này, theo thư ngỏ, được tổ chức tại rạp chiếu phim Cinestar Quốc Thành, phụ huynh tự đưa con đến. Sau đó, học sinh sẽ vào bên trong xem phim Đất rừng phương Nam. Xem phim xong, học sinh đi chung xe của trường về và tiếp tục học theo thời khóa biểu. Thư ngỏ của nhà trường cũng thông báo lệ phí tham dự là 80.000 đồng trên một học sinh, bao gồm vé xem phim và tiền xe lượt về trường. Theo phụ huynh trường Trung học cơ sở Đồng Khởi, khi tổ chức cho học sinh học tập trải nghiệm ngoài trường thì giáo viên cần thông báo cụ thể học sinh sẽ học như thế nào, kiểm tra, đánh giá ra sao. Những học sinh không đi trải nghiệm thì nhà trường có phương án nào cho những em này? Phóng viên Tuổi Trẻ Online đã liên hệ với hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Đồng Khởi nhưng chưa nhận được hồi đáp. Ông Võ Cao Long, trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận 1 cho hay, ông cũng vừa nghe thông tin trên và sẽ trao đổi lại với nhà trường để nắm cụ thể sự việc, sau đó có phản hồi với báo chí.